chương 8. Sau-lơ vốn ân thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Do vậy, có người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà dùng sức mạnh bắt đần ông, đần bà mà bỏ tù. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đồng dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy, từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người làm phù phép dục họ thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-a-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-a-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-a-rơ trả lời rằng: tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họ may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng: xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-a-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candace. Nữ vương nước Ethiopia coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoàng quan trả lời rằng: nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng, trong khi người hèn hạ, thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoàng hoang cất tiếng nói cùng Philip rằng: tôi xin hỏi ông, Đấng Tiên Tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng
bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu pháp bắp tem chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm pháp bắp tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì thánh linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó người đi đến thành Cesare, cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua.